thì tự nhiên chào rồi. Ba chưa bấm mà. Ba chưa bấm mà. Ba bấm rồi mà. Ủa bấm rồi hả? Hả? Ừ, vậy thôi, chào các cô các chú. Chào cô chú. Ủa, chuẩn bị sửa soạn đi đồ đâu mà tóc tai đẹp dữ con gái. Ủa? Ủa, bữa nay tính đi đâu vậy? Dạ, con đi ăn sườn nướng. Ăn sườn nướng? Wow, vậy bữa nay ba đi ăn ké hả? Dạ. Ủa, có món này ai chọn hả? Con chọn. Wow, ghê ta, biết chọn món sườn nướng luôn. Ok. Vậy đi, mời... Con mời các chú. Ok, vậy mình mời các cô các chú ha. Hai cha con mình sẽ dẫn các cô các chú đi ăn. Không phải. Ăn gì? Ăn sườn nướng. Ăn sườn nướng. Con gái mình như ý phái ăn cái món sườn nướng lắm các bạn ơi. Hả? Ừ. Sườn nướng lắm. Ok, bây giờ mình mời cô chú và các bạn đi nha. Let's go. Let's go. Con chú đây đi. Mời cô chú. Ok. Đây là quán nè. Chuẩn bị dây giác, chuẩn bị đầy đủ hết rồi ha. Ở bên đây là cô nàng mẹ nhí đây, mua một bằng ống vàng bây giờ cũng dây nữa. Đây là những cái món cơ bản ở đây đó. Cơ bản đặc sản. Đặc sản. Ờ. Ý cái món này giống gì con giới thiệu con? Món này hành hả? Hành nè, tên trang nè, kim chi nè. Món này là bồ tạc, cái đó là bồ tạc đó con. Thử ăn đi nè. Năm phần thịt đây, phần làm phần 5 phần thịt đó. Đây là đảo tới đảo lui lẹ để khét là nắm bắt ngon. Đảo tới đảo lui nó mới chín đều được. Có mình đang ăn cá, có mình đang ăn cá thêm đẹp á. Quán này nổi tiếng lắm nha các cô chú ơi. Đó. Một miếng thịt ban đầu mà đầu tiên để nướng lên. Hai miếng thịt đầu tiên. Ba miếng thịt đầu tiên. Bốn miếng thịt đầu tiên. Cái góc ở ngoài nó thành chút xéo một tí.
này cho ba không sấy. Đây đây người đứng ăn ở trong. Cắt ra đâu ăn đi gà năng chưa? Để gì cạp hả? Cắt cái đèn đen trên này cho con anh. Các bạn ăn nước ngọt không? Được. Tiếp luôn ta. Bắt đầu ăn là con nhớ nhé. Đây, nhân vật chính bữa nay nướng thịt cho hai chị con đây. Ăn đi vợ. Chiến đấu trận cuối cái là kết thúc video ha. Đây cái món canh đen trang nó ra là đây, cái món này là chỉ là ngon này. Ăn xong là phải có món này chắc miệng nè, giống như là mình ăn cơm mà có cái canh vậy đó. Món này rất là ngon, nhiều dễ tiêu hóa. Này ăn với cái cơm này nữa là no luôn. Thôi bây giờ mình chiến đấu hiệp 2 đây. Ý bữa nay ăn cơm ăn ngon không con? No. No không? No. Mở khẩu trang ra coi. Thôi không mở hả? Ăn quá chi là ngon đúng không? No. Ừ, bữa nay rất chi là ngon. Đây là có quán đây. Quán đài. Ba cái chụp hình lại em ba. Hả? Ba cái chụp hình lại em ba. Mình có chứ. Bé chụp hình coi. Thôi giờ gia đình mình đi về đây. Thôi bye bye, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em trong video tiếp theo của gia đình nhé nha. Bye bye các cô chú đi con. Bye.
tới giờ xe rồi. Qua đi, nó cái lửa coi. Nó coi chú. Trời ơi.